hai con Giang Đông hàng trưng bày là phát China luôn nha. Đặc biệt là này không có bọc phụ tùng thôi, Bully với ta quay thì có, chỉ không có hộp phụ tùng thôi. Cái con này là Giang Đông nước nè, Giang Đông nước 30 ngựa luôn nè, Giang Đông Made in China luôn nha. Giang Đông nước 30 ngựa, không có phụ tùng nha, không có hộp tùng nghề á, 10 triệu, Giang Đông nước nè, 10 triệu, là hàng trưng bày chơi đó, 10 triệu thôi nha, mới luôn nha. Ở trong là con Giang Đông gió nè, D24 nè, rồi một chai. Nó chỉ không có cái vali phụ tùng thôi, coi giống gì, hàng mới hôm qua rồi. Trưng bày cho bà con coi và thấy bán bỏ thôi. Gió 11, D24 Giang Đông nè. Quay nha, chỉ có bu ly với tay quay thôi, còn hộp hộp nghề không có. Giang Đông D24. Này là gió D24 11 triệu trưng bày. Hàng này bán cho bà con trong vòng 6 ngày trở lại. Trong 6 ngày từ ngày hôm nay là ngày 11 rồi đó, cái ngày 17 là xong. Con Giang Đông ở ngoài là Giang Đông D30 nước 10 triệu. Mới nha. Chỉ không có thuộc đồ nghề thôi, trưng bày nó lạc đâu thuộc đồ nghề không có. Chỉ là một tay quay với cái buli là rồi. 10 triệu Giang Đông nha, xịn luôn nha. Made in luôn nè. 10 triệu Giang Đông 30 nước. 11 triệu Giang Đông 23-24 gió. Đây, 11 triệu Giang Đông đi 24 gió. Tới bữa 17 là hết rồi bà con. Bán cho 6 ngày chơi. Bán chơi đó, hàng mới luôn à nha. Trưng bày cái hàng mới chưa đụng chạm hết nha. Đi đi, Giang Đông xịn đó con. Con gió D30 nè, con nước 30 nè. 10 triệu, con gió D24 là 11 triệu. Chỉ có vài ngày bà con ơi, chương trình khuyến mãi chỉ vài ngày thôi, giảm giá bán cho con chơi. Rồi bà nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. D Giang Đông nước, đọc lại nha, Giang Đông nước 30, 10 triệu. Giang Đông gió 24, 11 triệu.